Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn trong diễn đàn. Mình tiếp tục live stream. Hôm nay là chiều thứ 6. Come on boy. Chiều thứ 6, anh xin lỗi, chiều thứ 7 ở Mỹ. Chúc anh chị em các bạn ở quê nhà an khang thịnh vượng và nhiều may mắn. Cũng như anh chị em các bạn kiều bào yêu nước ở hải ngoại. Cuối tuần tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nói chung thì cuộc sống ở Mỹ thì mỗi ngày vẫn như mỗi ngày thôi. Mình mới nuôi được mấy con gà tre anh chị các bạn. Mấy con gà tre thấy thương không? Mấy hổm mà hổm mua mấy chục con chim cút về nuôi, định sao nuôi mà hổm bị trời lạnh quá nó chết hết trơn, cho nên mình mua mấy con gà tre. Thấy gà tre dễ nuôi, mấy gà tre ấy thương lắm các bạn bòi. Mấy gà tre này gà tre này nó giống như gà tre Thái Lan vậy, nó chút xíu nó có tí nị, nó lớn nó đẹp lắm á. Nó lớn lên các bạn biết. Ở Việt Nam có lần đi về tôi cũng có thấy cái loại gà tre của Thái á, có tí nị mà nó đẹp, nhìn nó đẹp lắm. Ok bạn, cầm đây. Thế bạn. Bên này mình phải nuôi cái chó bạc ghê cỡ này mới nó mới giữ mình nổi. Với mấy thằng ba que. Mọi đứa một bên. Mọi đứa một bên cho nó giữ. Mấy thằng ba que bên này nó du côn dữ lắm. Đề cao cảnh giác tối đa mà. Các bạn bay, Chucky. Các bạn bay. Các bạn. Cầm đây đi. Go. Chucky. Chỉ biết được thôi. Các bạn ở bên Mỹ các bạn mua cái loại máy mà camera loại này nè. Alo. Cái loại này nó quay cực kỳ tốt. Nó quay 4K. Nó xài wireless, chỉ gắn pin thôi. Cục pin có thể xài lên tới 2 tháng, 3 tháng. Nó monitor cái nhà mình rất là tốt. Các bạn muốn chống cái tụi ba que đó. Chỉ cần mua nó một bộ của nó, một set của nó 5 cái. Một mét set của nó 5 cái. Nó quay, nó sẽ, nó như một cái alarm vậy đó. Nó sẽ báo động mình bất cứ có cái chuyện gì chung quanh nhà. Đấy, mà cực kỳ rõ, rõ lắm. Cái độ nét của nó 4K mà. Quay rất là hấp dẫn. Các bạn bòi. Hả, ghép đi đây. Các bạn, đây. Đây, monitor mấy thằng ba que. Hồi lúc nó kéo nhau á. Chú tay đèo cái. Nó kéo nhau mình phải mua một dàn bái đó. Ý là mình gắn thêm rồi đó. Vòng vòng nhà rồi đó các bạn thấy không? Đây mà phải chơi thêm một dàn đó nữa mới chịu nổi. Nó quay rất là rộng. Mấy ba que này nó côn đồ lắm. Ai mà cất lên tiếng nói mà không có theo nó là nó hù dọn. Nó làm lắm trò, lắm kiểu, lắm cách. Mất dạy của tụi nó. Mấy thằng ba que nè. Vậy mà nó đi đấu tranh gọi là tự do, công bằng, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên, đa đảng. Mất dạy của tụi nó. Cái bọn này nó côn đồ lắm anh chị các bạn ơi. Cái đám ba que. Hiện nay tôi đang bức xúc cái con nhỏ Trần Thị Ái Liên này. Tôi rất là ghét mấy cái loại mà phản bội quê hương như vậy, mấy cái loại mà lợi dụng cái chính sách phát triển đổi mới của đất nước rồi len lỏi vào trong hàng ngũ của cái sự bình yên của đất nước, len lỏi vào trong những cái nhẹ dạ cả tin của người dân, cái sự thiếu hiểu biết một số người để đằng mà chống phá. Mấy cái đám này tôi cực kỳ ghét. Các bạn biết nó len lỏi vào trong đó,
nó đi nó tiên kiện cho những người mà thiếu hiểu biết. Những người mà gia đình có con nít, trẻ em rồi, khi mà người ta gặp những cái trắc trở, những cái khó khăn trong cuộc sống, nó len lỏi vào, nó núp bóng dân chủ, nó tìm cách để mà nó phá hoại sự bình yên của đất nước. Mình trồng được cây ổi đó anh chị các bạn. Có lý hả? Mình trồng được cây bạc hà nữa. Cây xả, cà. Cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp này phải vạch mặt chúng nó anh chị em các bạn. Chúng ta phải đứng lên. Mỗi chúng ta sẽ là những cái người chiến sĩ trên cái không gian mạng này, để chống lại cái đám khốn nạn này. Cha anh chúng ta đã hy sinh quá nhiều cho cái công cuộc phát triển đất nước, cho nên anh em chúng ta phải đấu tranh với chúng nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút và hàng giây. Chúng ta phải đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên. Này, những cái vấn đề cá nhân chúng ta xem nhẹ mà bỏ nó ra phía sau, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng. Cái con Trần Thị Ái Liên này trước sau thì nó cũng chết mẹ nữa. Tôi ghét vậy sao? Nói tới mấy cái thứ này là tôi ghét, là tôi muốn đập cái gan của tôi, là đập cho nó một trận. Khốn nạn, đất nước bình yên thì nó quay về, nó trà trộn vào, nó núp bóng dân chủ. Anh chị em các bạn biết, lúc trước tôi còn biết nhiều thằng nữa kìa. Ở trên hồi lúc trước tôi đấu tranh ở trên cái không gian mạng ở bên phía Pau Thoát á, nhiều thằng nó về ha, anh chị em các bạn biết, nó đi lên vùng sâu vùng xa đó, nó lên mấy vùng Tây Nguyên, cao nguyên á anh chị em các bạn. Nó lên trên đó nó đi dụ dỗ mấy người mà nhẹ dạ cá tin đó anh chị em các bạn. Khiếp lắm, khủng khiếp. Nhưng mà tụi nó tính thì nhiều khi không có bằng trời tính. Rồi cuối cùng nó cũng bị thất bại thê thảm. Nó về. Nó núp bóng, nó đi làm mà gỗ anh chị em các bạn. Nó đi đẻo gỗ, nó đi kiếm mấy cái người dân tộc á, nó dụ mấy người đó đi kiếm mấy cái khúc gỗ nó về. Nó đẻo, nhưng mà nó thăm dò coi những cái dân tộc mà họ kém hiểu biết đó, để đặng mà họ nó dụ cái thằng này. Nó có cái nick là Sáo Đông Tà. Và lúc trước tôi chửi nó, tôi hoài nó không, cũng khốn nạn lắm này. Bây giờ nó bớt chống rồi, sao nó về nó cũng thất bại ê chề. Này nó ở New York thì phải, giờ nó cũng nó chống, nhưng mà nó chống ôn hòa hơn hồi xưa. Chưa, nó cực đòn lắm. Màn được rồi, nó cực đòn lắm. Nhưng mà nó ôn hòa, nhưng anh chị các bạn biết, mấy thằng ba que mà nó có ôn hòa cỡ nào, nó chống kiểu ôn hòa của nó, tôi cũng đéo tin tụi nó. Tại vì trong đầu óc tụi nó lúc nào cũng phải là lật đổ chế độ Việt Nam, làm cho cái đất nước Việt Nam xáo trộn, và phải đi tụt hậu, và phải lâm vào trong chiến tranh, phải lâm vào sự khốn khổ. Tụi nó mua đồ của tụi nó lúc nào là cũng vậy, phải biến đất nước mình giống như Syria, Libya, Iraq, Afghanistan, Ukraine. Như vậy đó. Tụi nó cái mục đích của tụi nó là như vậy đó anh chị các bạn. Nó đập đổ bát cơm của người dân mình, nhưng mà lên mạng thì lúc nào nó cũng làm giống như là nó là đạo đức. Anh chị em các bạn thấy, người ta chuẩn bị xây nhà đất cũng lên này, người ta làm đấy, làm nền, làm ấy, người ta làm công phu lắm, chứ không phải giống Việt Nam đâu. Đấy, muốn xây lên một cái nhà, muốn làm cái gì cũng vậy, nó phải có phép tắc,
kỹ sư nó phải có luật, nội không mà nộp tờ giấy mà xin được cái giấy phép nó gọi là cái permit để cất lên được một cái nhà đó, các bạn biết tốt 10.000-15.000 đô tại custom home mà, nhà loại là custom home, nhà mẫu mà, nhà cất theo cái ý thích của mình mà, cái gì nó cũng mắc đó. Thì tôi chuyển lại cái đề tài của mấy cái đám chống cộng cực đoan, các bạn thấy tụi nó khốn nạn lắm, nó rất là khốn nạn. Tôi căm thù cái lũ này, bà nội cha nó giết tôi, giết không nổi, trời hại tụi nó, trời hại tụi nó, cho nên nó để tôi đến cái đất Mỹ này mối thù. Các bạn thấy cuộc sống đấy, đấy là những cái khu này nha anh chị các bạn, rất là an ninh, đời sống người ta, các bạn thấy người Mỹ họ chọn những cái khu vực như vậy để họ giáo dục con cái, các bạn thấy nó yên tĩnh và trường học và mọi nơi ấy, nó không nó, cái vấn nạn đó nó ít còn sống. Tôi nói chị ơi, tôi chỉ cần lái xe chừng khoảng cách nhà tôi mà vô trong cái khu thành phố lớn, mẹ ơi nó phức tạp lắm, nhiều khi nó giật dây chuyền, nó giật dây chuyền người Việt mình hoài gì, tại người Việt của mình nó đi ra chợ rồi, các bạn biết nhiều khi người ta đeo vàng cái người Việt của mình đó, nó giật rồi đứng ngớ ngáo luôn, đứng ngớ ngáo luôn, không biết đường nào luôn, nó đè xuống nó giật, chứ đâu phải là các bạn nghĩ là bên Mỹ nó cái gì nó cũng giống như cái thiên đường đâu, không phải như vậy. Hàng ngày hàng giờ nó xảy ra, màn đất ơi, mở lên tin tức truyền hình tivi là những cái vấn nạn ốm và đậu luôn á, cho nên tôi nói chuyện các bạn, hồn ai nó giữ à, cái tụi chống cộng nó tại sao Lợi Minh không về Việt Nam ở đi, để tao qua Mỹ để tao cóc đầu tụi bay, cái đó là cái hay của Lợi Minh là chỗ đó. Cái hay là chỗ đó, cái hay là mình qua mình cóc đầu cái đám khốn nạn này, cái tuyệt vời là chỗ đó, chỉ có vậy thôi. Lá trên này mà đấu tranh không lợi là bắt đầu là về Việt Nam ở đi, qua Mỹ làm chi vậy? Nước Mỹ của tao trục xuất Lợi Minh, đã đạo Lợi Minh, quát giận đi mấy cô. Thì anh chị các bạn chia sẻ tới đâu. Lợi Minh thì uyển chuyển đề tài vậy lắm, mà nói thì rất là bao quát bao hàm nhiều cái đề tài lắm. để mở rộng anh chị em các bạn tìm hiểu. Các bạn thấy cuối tuần ở bên Mỹ nó cũng điều hiểu, nó cuộc sống người ta làm tất tần tật rồi, người ta cũng về nhà rồi, người ta chỉ mong làm sao cuối tuần cho nó thư giãn và nó im lặng sau một ngày làm việc mệt nhọc vậy thôi, chứ phải giống Việt Nam đâu chị bạn. Nó ngoài cái Việt Nam rồi, bởi vì ông bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ của, bỏ quê hương, bỏ đất nước, bỏ tổ quốc ra đi rồi, qua bên Mỹ rồi, hỡi ơi cái đường đời. Thời buổi bây giờ làm ăn đâu phải là dễ đâu chị các bạn. Thời buổi bây giờ mà qua Mỹ mà làm ăn, ngôn ngữ, văn hóa bất đồng rồi, cuộc sống chàng ơi. Ở Việt Nam thì còn có người hầu kẻ hạ đầy tớ, đồ qua Mỹ này ông cũng như thằng, mày cũng như tao đó, cuộc sống tại nhiều người họ không dám nói ra thôi, nói chuyện các bạn. Có nhiều, rất là nhiều người, người ta sĩ diện, người ta không muốn nói ra, ít lắm, rất là hiếm. Nhiều người họ nói bên này, họ ở bên này lâu, nhiều người họ nói ra thì họ sợ tụi chống cộng cực đoan ở bên này nó tới nó khủng bố gia đình họ. Còn nhiều người thì mới qua thì họ không dám nói, bởi vì họ còn cái sĩ diện. Lúc đi thì mở tiệc mở tùng lên đình lắm, tôi anh chị em các bạn biết, tôi về có nhiều người đi mở tiệc tùng lớn, tao đi Mỹ mần heo mần gà luôn, đãi tiệc lớn mời tôi tới nè, tôi ngồi tôi cười đó, nó nói trong bụng à, qua đi có gì rồi liên lạc. Qua xong rồi hỏi ai cái đường đời, tao biết gì vậy tao không qua đâu, lúc nói thì không chịu nghe, bây giờ sao giờ thôi.
Gạo đã thành cơm rồi thì còn gì nữa, ván đã đóng thuyền rồi. Có nhiều cái chuyện ra nước mắt đó anh chị em các bạn. Nói chung thời buổi giờ làm ăn Việt Nam có tiền có dư có thừa có để đi qua Mỹ chơi học hỏi, điều tốt, cái đó là điều tốt, không có gì sai. Có con có cái, mình con mình muốn cho nó trao dồi những cái kiến thức, cái nơi học cho nó cao, cái vấn đề mà đào tạo về vấn đề học vấn cho nó cao á, để nó phù hợp sau này nó có thể có được cái nghề nghiệp, cái trình độ nó chuẩn mực hơn, thì mình cho nó qua Mỹ để nó học. Mà các bạn biết đầu tư học hành bên này tốn kém lắm chứ không phải giỡn đâu. Có nhiều đứa du học qua rồi thành du côn luôn. Tại vì không thành, người ta nói không thành nhân thì không thành người thì cũng thành nhân gì đó. Đằng này không thành gì hết cũng thành du côn, tại vì học không xong rồi gia nhập băng đảng rồi tệ nạn xã hội. Nó chết nhiều lắm chứ không phải giỡn đâu. Con đường mà mài mò kinh sử, các bạn biết ngay cả người ta sống ở Mỹ, sanh ra Mỹ, đẻ ở Mỹ, có nhiều đứa nó còn không lên người mà. Chứ đâu phải dân Việt của mình qua Mỹ là ông người nào cũng thành hạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ này nọ hết đâu. Giống như con nhỏ Trần Thị Ái Liên đó, nó về Việt Nam mà sao tụi báo chí đánh bóng nó lên tới nỗi mà hạc sĩ luôn. Bởi vì báo chí bên Việt Nam rất là ẩu, báo chí Việt Nam cực kỳ ẩu, không có xem xét kỹ. Có nhiều người ở trên mạng này cũng vậy, có một số tôi thấy lúc trước có cái nick Hoàng Ngân Thương vậy, khi mà đưa ra cái sự việc và gia đình của con nhỏ Emily á, nó về Việt Nam á, nói về cái lý lịch gia đình nó cũng vậy đó, là không có hiểu được những cái tiếng Anh một cách rõ ràng. Màn ơi, dịch làm sao mà nó nổi đưa gia đình nó lên, ba nó là ngày xưa là tình báo, má nó là nurse, còn ba nó là ngày xưa là tình báo trong quân đội Mỹ rồi. Mà tôi vô tôi đọc cái lý lịch hồ sơ của ba nó viết ở trên Facebook, má nó cũng vậy. Má nó thì đang làm nail cho cái tiệm có tên, có tiệm luôn, làm nail cho cái tiệm ở bên Cali. Ba nó thì là chỉ là một lính què thôi, đi bị thương rồi xong rồi về rồi cũng ăn tiền bệnh, ăn tiền tàn tật. Màng ơi, mà dịch một cách rất là thiếu ý thức, mình dịch một cái sự thiếu ý thức gì đó, làm cho các thế lực thù địch nó lợi dụng cái cơ hội đó, nó sẽ về Việt Nam nó đánh bóng tên tuổi nó và nó mị dân và nó tiên truyền khủng khiếp. Thì phải nói là cái tụi báo chí Việt Nam nhiều khi nó cũng dở, nó không có một cái người chuyên môn, nó thiếu cái tính cách chuyên môn. Nó dịch làm sao mà nó đưa cái con nhỏ mà Trần Thị Ái Liên hiện nay về Việt Nam mà đi là lập cái quỹ từ thiện, làm sao mà nó lên tới hạc sĩ. Màng đẹp ơi, nó lên tới qua Mỹ 20 năm mà đi làm cho Morgan Stanley mà học về tâm lý trẻ em. Morgan Stanley nói về nó là cái thằng mà chúa chùm về bên financial, về ngân hệ thống ngân hàng, hệ thống mortgage, hệ thống mà vay mượn nợ credit card rồi đó, là nó là chúa chùm á. Mà con nhỏ này Trần Thị Ái Liên này nó học về nó chỉ học ở cái trường nghề thường thôi, economy mà chỉ học cái trường dạy nghề thường thôi. Mà tôi thấy đánh bóng nó làm sao nó lên tới hạc sĩ ghê thật. Nói về bởi vậy các bạn thấy nó tưởng đâu thiệt, cái người dân trong nước mình á, họ tin vào đó, cái họ đưa con của họ, ô nhỏ này là hạc sĩ mà, nhỏ này hạc sĩ. đưa con cho nó dạy dỗ về vấn đề tâm lý. Chà, kiểu này có lý vậy hả, mà không biết. Rồi núp bóng từ thiện xong rồi lập Facebook, những cái trang mạng để đặng mà xuyên tạc chống phá công cuộc đổi mới phát triển của đất nước. Khốn nạn kìa, các bạn thấy sự khốn nạn của cái tụi chống cộng cực đoan, tụi nó rất là khốn nạn, mẹ kiếp cái tụi này. Bởi vậy càng nói mình thấy cái đảng cộng sản Việt Nam rất là giỏi, người ta làm việc rất là hay.
họ nhìn rất là xa. Mấy cái đám này nó chỉ lừa bịp, nó nhiều lừa bịp những người, mấy cái đám chống cộng cực đoan là nó chỉ lừa bịp những người nhẹ dạ cá tinh, nhưng nó không thể nào lừa được Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo chuyên chính vô sản, những người cộng sản gọi là chuyên chính vô sản, nó không thể nào lừa được. Ngày hôm qua tôi thấy anh Hoàng Thế Linh đưa lên cái link của nó, tôi mới giật mình chứ. Tôi mới vào, tôi mới đi tìm hiểu. Thì thôi, lại mình chia sẻ với anh chị các bạn, đây là lần live thứ hai. Chúc anh chị các bạn dồi dào sức khỏe, luôn yêu đời và sống lạc quan, luôn luôn phấn đấu mọi lúc mọi nơi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.